Everybody, welcome to Health Vacate. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Health Vacate. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Tam Quốc phiên bản mới ha. Em nhìn thấy cũng khá là thơm đó nha. Đó, đó, ok, tướng đồ quá trời luôn. Tướng hứa chữ nhưng mà tướng gì? Hứa chữ nhưng mà hứa không có chữ gì nè. Đó, ta la hết. Đó, đó, ok. Nhìn là biết bên này sẽ thua rồi. Thua không? Thua thắng đây. Wow, trưởng rồng luôn hả? Ghê hả? Đó, nhìn là biết thế nào mày cũng sẽ thua mà. Ok. Oh, phòng ngự chúng ta có. Ủa, này là nào đây? Không biết luôn. Hiệp nghĩa đồng đạo, công thủ hội ngộ. Này là công kích. Này là trị liệu. Này là khống chế. Ok. Nhìn là biết em sẽ chơi con khống chế rồi. Đó, khống chế sẽ làm vua của thiên hạ. À, rồi đầu vô phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ nha các bạn ơi. Rồi để nó đi, tí heo chạy sau. Bây giờ chúng ta đến với thông tin server cái nha. Game hot Thiên Ma Tam Quốc 3 Quy Omega Omega gì nè, Omegod bản mới nhất 2023. Full Việt hóa, full tướng, full sự kiện, đa dạng tướng thiên ma phàm. Sự kiện hấp dẫn, nông dân cũng không tầm thường. À, open server 1 Tiểu Kiều 12:30 ngày 5 tháng 5 2023. Wow, mới hả? Mới hả anh em? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tải lên nè hả? Đây, tỷ lệ nạp game Thiên Ma Tam Quốc 100.000 bằng 20.000 bằng 20 triệu kim nguyên bảo cộng móc nạp tích nạp combo 3 triệu bằng 700 triệu kim nguyên bảo full móc nạp game 100.000 bằng 20.000 tiểu kim trư 100.000 bằng 100 gà tướng VIP, pet VIP. Ơi anh em inbox để mua ha. Quà server mới cho anh em tân hữu cực ngon, lên level nhận hư nhận được VIP 12, tặng tướng đỏ, tặng 200 lệnh gì 2000 lệnh web, 20 triệu kim nguyên bảo, 2000 hồn thiên cam ninh tướng VIP, 2000 hồn ma thái văn cơ tướng VIP, 2000 hồn ma hoàng trung tướng VIP, đua top lực chiến nhận quà. À, top 1 năm rương long ngâm cộng 30.000 tiểu kim trư, top 4 top 2 nè đó, rồi top 3, rồi thời gian đua top tới 12 tháng 5 ha. Nạp thẻ liên hệ admin rồi nè. Đấy, đấy, đấy. Trời ơi, tướng ngon, ngon. Nào, tự chạy lên đủ level là nhận quà nha các bạn. Để theo chạy lên cái đã. Rồi, chạy nãy giờ cũng lên được level 4 hả? Rồi, ok. Vô cắt quét một cái nữa là đủ rồi. Cũng lên được level 9 rồi các bạn, ít nổi gì đâu. Đó. Ủa lộn, lên được VIP 9 chứ. Nào, ngày này rồi cũng tới. Nào, chọn cái nào trước. Ui, hồn tả tử, Trương Liêu, hồn Quang Vũ, Hạ Hầu Đôn luôn. Ôi, Lục Tốn. Wow, nhận liền. Quá thơm anh em ơi. Ok, ok. Hồi ơi, tướng VIP luôn nè. Wow. Lụm tiền level 86 luôn nha anh em ơi. Full level luôn. Chỉ việc chạy đến level 5 là quẩy thôi. Đó. Ok là. Đập trứng. Ok, mình có đập trứng. À, được sao kê. Hiện có không, hiện có một, hiện có hết rồi. Tầm bảo trong này chúng ta sẽ có được hồn ma mạnh hoạch, rồi chúng ta sẽ có được vu cấm. Lụm tiền quay thử cái nè.
ok, ngọc đá đồ rất nhiều luôn. Cái này cần thời gian mà để đây đuổi niên thú nữa hả? Nào nào, niên thú nữa nè. Đó. Chà, đẹp quá ha, quá trời luôn. Bấm vô cái nó hay đổi màu, nó bong bắn hay gì đó. Đó. Ok, lít chọn kim nguyên bảo. Đây, lụm tiền. Đó. Rồi ở đây có khinh công đọt bảo nữa nè. Có đổi đồ thì từ từ ha. Đây, lâm môn phá các kiểu. Rồi túi đồ. À, này là kim trư hả? Ok, tí sẽ đi đổi. Này, hero đâu rồi, hồn. Đây, chúng ta có hồn ma ngoan trung. À, ở đây chúng ta có hái văn cơ. À, ở đây chúng ta có cam ninh. Ôi dồi ôi, mặc áo dài nữa chứ. Ở đây có hồn tả tử nè hả? Rồi hạ hầu đôn nè. Đó. Rồi ở đây có lục tốn, trương liêu, quang vũ luôn. Rồi tào tháo không đủ mạnh hả? Rồi, ok, hoạt động hàng ngày. Kỳ ngộ sự kiện long môn phá, đập con lân, toàn dân tầm bảo sòng bài. Thương thành hả? À, trưởng thành. Tiêu phí nè hả? À, tiêu phí nhận kim trư, kim nguyên bảo và online. Nhận được 2, 4, 6, 2 triệu kim nguyên bảo, 2.000 kim trư. Wow, mỗi ngày được 2.000 hả? Chỉ việc online thôi các bạn ơi. Wow, tầm bảo hạng nè hả? Thiên cơ luận nè hả? Sắp mở nè. À, phi đao đọt bảo rồi các kiểu, con đà đẻo rất nhiều luôn. Thiên cơ luận nè, giờ vàng nè. Đây, nghe nói là hồi nãy là nhớ là 3 triệu nè, full móc nạp nè hả? Này, full móc nạp game nè. Đó, rất nhiều luôn. Quà rồi, tích nạp nè, được tiểu kiều nữa nè. Đó, ở đây chúng ta có điêu hiền nữa nè. Ở đây chúng ta có lục tốn nè hả? Ở đây chúng ta có tả tử nữa nè. Đó, rất nhiều tướng luôn. Trời ơi, có cả Tào Tháo luôn nè anh em. Quá trời quá đất. Lữ Bố luôn. Đó. Ok, rồi quà hàng ngày 1-2. Rồi trong này chúng ta có đổi đồ. Đó, kim trư đổi bét đồ nè hả? Phung avatar nè, đổi thiên mệnh nè. Đó, đổi trang bị nè. À, trang bị long ngâm. Ở đây 2.000 một món. Trang bị chỉ định hả? Đây đổi ngọc, đổi quà xịn, đổi hẻ tháng, hẻ tầng, đổi tướng ma. Đó, 7.000 đổi được Trúc Dung. 10.000 đổi được Lữ Mông. 15.000 chúng ta đổi được Chu Du. Đây là coi Chu Du nè hả? Đó. Rồi đổi ngọc nè, đổi tọa kỳ nè, đổi gà nè hả? Đổi hồn nè. Ở đây hồn tướng thường hả? Như là thế rồi, hồn Tào Tháo rồi các kiểu, con đà đẻo. Vậy là các bạn nhìn là biết chúng ta sẽ đổi gì rồi đúng không? Đây, em sẽ đổi con Chu Du. Em sẽ đổi Lữ Mông. Đó. Vậy là tổng chúng ta sẽ có được 5 con. Nào, đủ một cái đội hình luôn các bạn ơi. Rồi, ngon lành cành đào. Trong shop bán gì à? Bán bét, bán quà, quà nâng đồ tùm lum hả? Nè, hồn nhân vật nè ha, cũng được. Nè, chúng ta có 20 triệu kim nguyên bảo. À, giao diện mới đồ, nhìn là đẹp, bắt mắt đồ ha. Cái viên mà nhân này đột phá đan, nâng SR, chân khí đan, nâng chân khí, tự tẩy, đột phá đan, tướng S. À, đây, 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 thần xà. Ok, thần xà đan. Cái này về để nâng nâng tướng các bạn ơi. Trang bị đội hình. Ok,
Ôi vậy tính ra đội hình mình đi hai phòng thủ hả ta? À hai phòng thủ, hai đam và hai support. Trời ơi. Đây, ví dụ cho em học đầy đủ nè, truyền công đó, đột phá lên luôn. Chơi hồn. Ok. Truyền nhanh. Ủa, tính ra à không đủ bàn hả? Ok là. Rồi rồi rồi, lên đủ rồi hả? Nhanh đó, hợp lý. Ok. Đột phá nè ha. Đó, phiên bản mới, tướng mới, các kiểu con đà điểu. Phiên bản có 102 luôn. Tặng gần như là full luôn nha các bạn ơi. Đó. Anh em chịu khó vào game trải nghiệm, tải về tìm hiểu thêm ha. Nào đây nè, truyền nhanh nè. Ủa hết mấy cái viên kia rồi hả? Ui. Thấy vậy mà nó ngốn mấy cái viên A-Ship chưa ta? Đây. Rồi mấy viên này cũng rẻ, mình mua hết cho. Chung là hồi nãy level 80 mấy rồi đúng không? Đột phá nè, đó. Con tướng nó cũng ngầu nè các bạn ơi. Đấy, 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 đột phá lên luôn, đột phá lử mông lên luôn ha. Ma lử mông, đó. Ủa, sao nãy giờ hơn 5 lần rồi à, ok, được rồi. Tiếu đang đột phá. Rồi, ở đây chúc dung truyền công. Đột phá luôn, đó. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh chị em nào có chơi thì có thể tải về nha các bạn. Đó, đó. Link heo để dưới phần mô tả nha. Đó. Bình luận cũng có link luôn. Ai quên nữa. Trời ơi, khoan. Để heo cho con cam ninh này lên cái đã nè. Ok. Nhìn nó khá là ngầu các bạn. Nó mặc áo dài nè. Hình như áo dài là trang bị VIP đó. Được á. Thấy chú là ok á. Được chưa? Còn lần nữa hả? Rồi, vô đây thôi, đi test đội hình thôi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt.